Xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV. Hôm nay mình chia sẻ món thịt gà xào rau củ. Thêm món xào ngọt thơm, tuy ngon từ thịt gà. Đổi món bữa cơm gia đình cho đỡ ngán nhưng rất dễ làm tại nhà. Rồi thì bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nha. Nguyên liệu chính của mình chuẩn bị gồm có như sau. Hôm nay mình sẽ chọn thịt đùi gà gồm có 4 cái khoảng 900g, nấm đông cô tươi khoảng 150g, 2 củ hành tím, 1 nhánh gừng, vài gốc hành lá, 1 củ cà rốt vừa, 1 củ hành tây nhỏ và 3 trái ớt chuông vừa. Rồi, nguyên liệu chính của mình đã xong. Bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nữa nha. Đầu tiên mình sẽ lấy đùi gà ra rửa, cho vô đây 1 muỗng cà phê muối đầy. Cắt 1 trái chanh vắt hết nước cho vô. Xả nước hơi xăm xắp với đùi gà. Dùng lát chanh chà đều xung quanh để khử bớt mùi hôi, khi mình nấu nó sẽ được thơm hơn. Chà chanh xong mình sẽ rửa qua nước muối như vậy khoảng chừng 1 phút. Sau đó xả nước vô, hay nước rửa lại là được nha các bạn. Rửa xong tiếp tục lau thật ráo nước để yên, lát nữa mình phi lê cầm nắm cho dễ và giúp cho cái miếng thịt sạch hơn. Mà lấy kéo cắt dọc theo cái đường xương đùi rồi tách phi lê lấy thịt ra nha. Mình cũng có thể để nguyên đùi rồi chặt nhỏ ra và đem xào cũng được, nhưng hôm nay mình sẽ phi lê để khi nữa mình nấu xong rồi ăn cho tiện nha. Đó, lấy cái xương này để riêng. Như vậy là mình đã phi lê tách lát thịt xong cái đùi gà rồi. Tiếp tục cắt lát với độ dày khoảng chừng 1-2cm để khi nữa mình nấu rồi thịt đùi gà nó sẽ săn teo lại nữa là vừa. Đó, cỡ như vậy là được nha các bạn. Tiếp tục lấy hành tím và gừng cắt lát chung. Rồi băm nhỏ. Mình sẽ lấy ra khoảng chừng 2 muỗng canh cho qua ướp thịt gà. Còn lại bao nhiêu mình để riêng hồi nữa nấu sau nha. Đập dập đoạn gốc hành lá. Rồi cắt thật nhỏ luôn. Lấy hết đoạn gốc cho qua ướp thịt gà. Đoạn lá mình sẽ cắt dài khoảng 3-4cm để lát nữa mình nêm lên sau cho thơm. Và bây giờ ướp vô đây nước tương 2 muỗng canh đầy. Dầu hào 1 muỗng canh. Đường 1 muỗng cà phê. Hạt nêm nửa muỗng cà phê. Mật ong 1 muỗng canh đầy. Nếu không có thì mình có thể thay bằng 1 muỗng cà phê đường nữa nha các bạn. Trộn đều lên để cho các gia vị tan thấm lên miếng thịt. Đó, trộn như vậy khoảng chừng 2 phút. Bây giờ đợi ướp khoảng chừng 15 phút sau đó rồi mình đem ra nấu nha. Cà rốt mình sẽ cắt đoạn làm 3 cỡ như cái hành lá lúc nãy. Sau đó cắt lát dày khoảng chừng 0,5cm. Rồi cắt sợi dày khoảng 0,5cm để khi mình ăn nó có cái độ giòn. Ớt chuông mình sẽ chẻ đôi. Rồi cắt với cái khổ cỡ như cái cà rốt lúc nãy, cũng khoảng 0,5cm. Để khi mình xào nó có cái độ đồng đều và nhìn được hấp dẫn hơn. Hành tây chẻ đôi. Rồi cắt lát dày cũng khoảng 0,5cm luôn. Nóng đông cô tươi, cắt lát mỏng. Hôm nay mình sẽ chọn cái nóng đông cô vì có cái hương thơm rất ngon. Và mình cũng có thể chọn loại nấm khác để xào cho phù hợp cũng được nha các bạn. Tiếp đến bắt chảo lên, cho vô khoảng 3 muỗng canh dầu ăn. Hành tím, gừng, lúc nãy mình vừa băm nhỏ, còn lại bao nhiêu cho hết vô.
Bật lửa lớn, phi thơm lên. Rồi, lúc này đã lên hương thơm rất hấp dẫn. Mình cho thịt gà vô xào. Để lửa lớn, xào nhanh tay liên tục, cho thịt gà áo, một lớp dầu hành, gừng, cho thơm. Đó, mình cứ xào đến khi thịt săn lại nha các bạn. Đã, sau khoảng chừng vài phút mình xào thì thịt gà bắt đầu săn và ra nước rất nhiều luôn. Mình cứ để lửa lớn tiếp tục xào cho cạn nước và thịt gà cháy cạnh săn lại nữa nha. Đã, sau khoảng thời gian 10 phút thì thịt gà bắt đầu đã săn, cháy cạnh và cũng đã vừa chín tới. Nước đã rút hết, chỉ còn lại mỡ gà với lại dầu. Bây giờ mình sẽ cho nấm vô xào trước nha. Cũng để lửa lớn, đảo nhanh tay liên tục luôn. Mục đích mình cho nấm vô xào trước để cho nó tăng cái hương thơm lên hấp dẫn. Đó, cứ để lửa lớn, mình đảo nhanh tay liên tục như vậy khoảng chừng 1 phút thì nấm cũng đã vừa héo. Thơm nấm luôn các bạn. Và không hề có nước nha. Rồi tiếp tục cho cà rốt vô. Hành tây nữa. Ớt cho hết vô luôn. Để lửa lớn xào nhanh nữa nha các bạn. Bởi vì hành tây, cà rốt, ớt cũng nhanh chín cho nên mình cho vô xào nhanh cho nó vừa héo lại để khi nữa mình ăn nó có cái độ giòn, ngọt. Sau khoảng thời gian 2 phút mình xào thì tất cả rau, củ, thịt gà cũng đã chín. Và mình thấy nè, không có nước nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hạ lửa xuống và nêm nếm vô. Dầu hào thêm 1 muỗng canh. Nước tương 1 muỗng canh. Hạt nêm 1 muỗng cà phê nữa. Đường, nửa muỗng cà phê và nước lọc 2 muỗng canh để cho các gia vị mình nấu cho dễ tan ra. Rồi, để lửa lớn tiếp tục xào cho gia vị tan ra, thấm đều lên cà rốt, ớt, hành tây. Cái mùi ớt chuông, cái nấm hương, thịt gà tỏa ra rất thơm luôn các bạn. Đã, mình cứ xào khoảng chừng 1 phút nữa rồi. Thì lúc này thịt gà đã chín, rau củ cũng vừa chín tới và cũng đã thấm gia vị. Mình thấy nè, không có nước nha các bạn. Nhiều vậy là được. Mình sẽ cho hành lá vô, đảo một chút xíu nữa là xong nha. Cho hết vô. Để mình thêm nửa muỗng cà phê tiêu xay nữa, cho tăng cái hương thơm lên. Xong rồi đó, mình đảo khoảng chừng 30 giây. Hành cũng đã héo. Rồi mình dọn ra nóng nóng cho ngon nha. Hãy chỉ cần vào vài bước cơ bản, mình có một cái món thịt gà xào rau củ thơm, cảm giác rất hấp dẫn luôn. Để mình lấy lên rồi ăn thử coi sao. Xin mời các bạn nha. Ngon lắm luôn. Mình ăn miếng thịt gà rất thơm, thấm gia vị đậm đà, vừa chín mềm, không có bị khô quá. Ăn có cái độ béo nhẹ, rất hấp dẫn. Để đậm đà hơn, mình có thể chấm với nước tương ớt cắt lát như vậy nữa. Ăn với cơm cũng rất ngon. Còn nấm, ớt chuông, cà rốt mình ăn á, nó có cái vị thơm, ngọt, giòn giòn, sực sực. Kết hợp với thịt gà, ăn cảm giác không hề bị ngán. Ngon lắm luôn các bạn. Thì video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui. Và bây giờ, xin chào tạm biệt các bạn nha. Mình cũng có thể làm một dĩa như vậy. Lai rai ly bia cũng rất hấp dẫn. Thịt gà mềm, ngọt, thấm, ngon lắm luôn các bạn.